chào chương trình thời trang cuộc sống. Mình là nhà thiết kế Nguyễn Minh Quang. Hôm nay mình tham gia với chủ đề là một ngày của tháng 6 với bộ sưu tập chủ đề là ánh sáng. Kỳ này Quang mang đến cho các bạn và những kiểu dáng của mùa hè và những kiểu dáng của đêm tiệc và dạ hội. Bên cạnh đó, bộ sưu tập của Quang là có đồ nam với những chiếc vest và những cái sức mi cách điệu được kết và đính những kim loại hạt đá pha lê. Và những chiếc đầm của các bạn nữ đầm ôm cúp ngực và những chiếc khoác áo dạ hội ôm dáng nhẹ nhàng cho phù hợp với những buổi tiệc vào mùa hè. Xin các bạn tham gia và đóng góp và ủng hộ cho Quang trong bộ sưu tập này. Cảm ơn chương trình thời trang cuộc sống đã ủng hộ mình. We'll be right back.
Chất liệu của nó cũng làm Nguyên cảm thấy rất là thoải mái.